chào tới các bạn đến với kênh của mình. Thì mình chiều mình chạy một hồi thì bây giờ cũng sắp sửa tới cái hòn rồi các bạn. Cái hòn này là kêu bằng dầm gì hòn sưởng. Ở đây một cái hòn ha. Hòn này này một cái hòn nữa. Đây hòn sưởng các bạn. Trong đoàn của mình đó thì mình tách ra ba chiếc rồi. Tại giờ mình có ba chiếc là mình nằm ở bên Phú Quốc. Võ của một bạn mình bị gặp trục trặc nhỏ rồi, giờ phải chạy vô bờ các bạn. Giờ là chỉ còn hai chiếc thôi, võ của mình với võ của ông chú. Giờ võ ông chú chạy tuốt cái chiếc mũi mình đây, đây mình zoom lên cho các bạn xem á. Đây bây giờ chỉ còn mình với chiếc này các bạn. Chạy trước đây hai chiếc, giờ cũng chuẩn bị tới cái hòn rồi. Hòn này là không có người ta ở các bạn. Đang đi cắn cắn sóng nữa. Thì trong đó là cảng An Thế nha các bạn, mấy trụ đó là cáp treo. Đây chạy nãy giờ xa dữ rồi. Đây nãy mình kéo cào xong rồi mà cái đục mình chưa buộc á. Em xíu nữa mình quay cho các bạn xem mình xuống buộc sao các bạn. Đục này thì mình buộc. Thì võ của chú mình chạy tới đây thả trôi vậy các bạn. Trời ơi, ăn cơm á. Đi ba người, một ông chú chạy với hai người bạn. Ui đồng nha các bạn. Dấu hiệu là ăn cơm. Chiếc này của chú Chiến nha các bạn. Hôm chú Chiến cũng đỡ cá 46 bự không luôn. Cái bếp ăn sao đó thì làm xong rồi ăn sao cũng rộng, dọn ra ăn sao ăn luôn. Chứ cái bên trước thì của cái ghe chú Chiến thì rất là rộng các bạn, vững nữa, bề ngang đâu 3 mét mấy vậy đó, cũng bự các bạn, 3 mét 7 3 mét 8 vậy đó, lấy đôi. Này mỗi lần ghe này có đi cầu hến nữa, cầu sò cầu lộ gì để trên mui đây tự lựa hết trơn luôn, có gạo cánh mà bỏ lên đó bạn. Giờ là anh em là toàn bộ là chuyển qua ủi dầu dài là
90% rồi. Đang phải trôi. Đậu với mép dưới dầm gì dầm sưởng các bạn. Sợi dây chằng ở dưới cái mỏ neo ở chỗ đó cũng có chữ A nhỏ hơn trước. Hủi cái này anh em không xài cái chữ A dài các bạn, đây không có cần xài cái chữ A bự như mình, chỉ xài cái chữ A nhỏ hơn trước để ống 60 rồi. Rất là gọn rồi, tắt máy luôn rồi. Thì có hai chiếc rồi, đi thường thì bên đây bây giờ ba chiếc, tách ra được ba chiếc, bây giờ còn có hai chiếc à, bạn mình đóng về luôn rồi. Tên Phương Nam các bạn, số là 9 2 2 40 9 2 2 40 các bạn. Đây là chiếc lưới bào các bạn, nãy mình thấy lưới bào với hai ba chiếc bự bự không chạy hướng này á, hy vọng là tối nay cá nhiều các bạn. Mấy lưới bao đây là có mấy giò, mấy quét đó trên. Thấy là hai ba chiếc chạy trước luôn kìa. Tiền chiếc chạy trước nè lưới bao các bạn. Đi ngay hướng này. Cái hòn này không có người ta ở, hòn quan các bạn, đảo quan. Không có một cái nhà luôn. Cái hồn này để trời sống mấy ghe nhỏ nhỏ rồi vô đây núp. Đây thấy đằng đó có một chiếc ghe các bạn, cái câu tôm cái đầu trong đó trắng trắng trong đó, cái này cũng bự nha các bạn. Bạn ăn cơm rồi các bạn. Máy thả trôi để tối xuống rồi mấy anh em mới đi quằn vòng ở đây các bạn. Này cái dép đây. Dép cũng giống như dép mình đó bạn. Dép chỉ ra một cái anh xương nó sáng lủng luôn. Đúng là ghê, có cặp rò đôi cũng đang chạy ra hướng này luôn. Chứ này chiếc cái nha bạn, chứ đực chạy ra sao, chiếc đực nó nhỏ hơn.
cái này im mấy bạn đỡ ngày hôm qua, hôm hôm qua ra trời chuyển mưa quá trời luôn. Ở đây thì trời cũng đỡ rồi, trong trời bây giờ cũng men nữa đấy, tôi nhả nó tôi chỉ muốn đi cho ba được ba. Thì bên đó mình phải sửa cái đầu vé lại. Chiều dòm nhất rất là đẹp các bạn. Nó đang sửa cái dây lường, gịch cái dây lường lại cho nó thẳng các bạn.